Hello nghe em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series tựa game hỏa chính hùng Naruto Mobile nha. Biết lần này mình sẽ thông báo cho anh em một cái code và mình share cho anh em một cái code. Lần đầu tiên trong lịch sử cái code này sẽ có vàng nha anh em. Và anh em phải nhập nhanh anh em, cái code này có thời hạn là như chỉ trong ngày hôm nay thôi anh em ạ. Sang ngày mai như là nó hết hạn hay sao ấy. Mình phong phanh admin bảo như thế. Nên anh em phải cố gắng nhập nhanh nha. Không nói anh em không nhận code đâu nha. Code này nó có vàng đấy, mình sẽ review có cái code để cho anh em xem. Đây, code quả trí 153 đây anh em ơi. Nó chứa 1.000 vàng này, 2.000 lẽ kim, 3 đan tăng bậc ngẫu nhiên và 2 phiếu bạc lớn. Rồi mình nhận cho anh em. Chắc chơi người rơi chưa? Sò 100 triệu. Lại thêm 1.000 vàng thơm lừng Trung Quốc luôn. Bắt tuyệt anh em ạ. Bằng anh em đi hoạt động mấy ngày luôn. Có khi bằng anh em đi hoạt động cả tuần đấy chứ. Anh em thấy thơm không? Thơm mình nhớ để làm like đăng ký kênh của mình nha. Đăng ký ngay đấy. Và mình sẽ viết code ở đây cho anh em nha. Anh em thấy chưa, code đã xuất hiện trên màn hình của chúng ta nha. Anh em chỉ việc nhập, anh em cố gắng theo dõi ngay trong ngày hôm nay nha. Nhập ngay trong ngày hôm nay nha, không mai như là nó hết hạn đấy, nó không nhập được nữa. Code này chỉ có hạn thôi. Cái code quá vip, quá xịn sò anh em ạ. Anh em nhớ chén ngay nha, không phải là rất là phí đó. Dương anh em được 1.000 vàng, 1.000 vàng này tân thủ anh em nào được rất nhiều việc nhé. Có thể là chế pháp bảo này, tẩy mấy skin dòng ngon này, tẩy một con Kaguya pháp bảo bảo vật cũng vậy, tẩy skin đồng đội, hoặc là anh em mua cái gói VIP này, quà VIP của VIP Nam nha. Mua này này, lãi này anh em này. Hoặc là anh em vào làng lá, mua cái chỗ phần hoàn lợi đấy. Mua ở đây tích, tích đến 5.600-700 kia vàng là anh em mua. Chứ đừng mua mấy cái này nha, mấy cái này đắt lắm. Rất ngon, rất hấp dẫn. Cốt vàng anh em nào mà chê cái cốt này thì đúng rồi, ngáo mìn anh em ạ. Nay mà còn anh em nào còn chê không ngon nữa thì đúng rồi, không còn gì để nói nha. Đấy, đây là cái con ác mình sẽ thẳng danh anh em đây, mình vào review luôn. Nên thôi, clip của mình dừng lại tại đây nha anh em. Nếu anh em nào thấy hay thì nhớ để lại like đăng ký kênh cho mình nha. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye. Bye 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 bye.